Dạ, thì em mến chào cả nhà của mình nha. Chúc cả nhà của mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và đầy bình an nha cả nhà ơi. Dạ, thì hiện tại thì em mới vừa gửi xe ở nhà của những người dân ở đây cả nhà, để mà chuẩn bị lội lên trên cái khu rừng nơi mà quỷ ba đầu từng xuất hiện, thì để tìm kiếm xem là có phát hiện ra những vong linh nào hay không, hay là có chạm mặt được với bọn ma quỷ hay không. Thì mấy lần trước em cũng có đến rồi nhưng mà không có phát hiện ra vong linh nào hết, cũng như là không có thấy bọn ma quỷ đến để bắt những cái vong linh cả nhà. Có thể là những cái vong linh đó họ sợ mình hay là như thế nào đó, mình cũng không biết, nhưng mà không có thấy. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà quỷ ba đầu đang cần những cái vong linh đó để về tu luyện và sử dụng những cái vong linh đó để khôi phục cái pháp thuật của mình lại. Thì mấy ngày trước á, là khi giao đấu với lão ma, quỷ ba đầu đã gần như là hao tốn hết tất cả những cái pháp thuật rồi. Thì bây giờ chắc em nghĩ là mấy ngày nay trong thời gian tu luyện chắc cũng khôi phục lại được một phần rồi. Thì khi mà nó khôi phục lại pháp thuật thì chắc có thể là nó sẽ đi tìm kiếm để bắt những cái vong linh về cả nhà. Nên là mình cố gắng đến đây thường xuyên để xem là nếu như có chạm mặt được với nó hoặc là gặp được những cái vong linh thì mình sẽ bắt mang về nha cả nhà. Còn cái việc ngôi miếu của lão ma thì có rất là nhiều những cái góp ý của cả nhà của em gửi đến cho em. Thì nói chung là em luôn đón nhận những cái góp ý của cả nhà của mình, nhưng mà những cái cách đó thì em cũng có suy nghĩ qua và em thấy là không có khả quan và không có giúp cho em được cả nhà. Tại vì cái quanh cái khu vực nhà em á, thì không có chỗ để cái ngôi miếu. Cái thứ hai á, là trước nhà, không phải là mình muốn xây dựng cái ngôi miếu nào ở trước nhà cũng được cả nhà, có rất là nhiều điều cấm kỵ nên là không thể nào mà xây dựng ở ngoài trước cái ngôi nhà của mình được. Còn cái khu vực mà lúc trước em hay làm những cái nghi thức á, dàn của những cái gốc dừa cả nhà, thì cái nơi đó là của người ta, mình ngồi đó thì mình quay này kia, ban đêm này kia thì người ta cũng không có nói gì đâu, nhưng mà mình để xây kiên cố một ngôi miếu thì rất là khó lòng. Còn để trong trong pháp bảo thì cả nhà cũng hiểu như thế này nè cả nhà, cái pháp bảo của sư phụ em để lại cho em là do ông tu luyện thì có những cái loại pháp thuật riêng ở trong đó để giam giữ cũng như là giam cầm những cái vong linh hoặc là những bọn ma quỷ cứng đầu vào trong đó. Nó không có tốt như cả nhà mình nghĩ là ở trong pháp bảo có thể tu luyện được đâu cả nhà, giống như là một cái vật gì đó để giam cầm bọn ma quỷ ở trong đó, nó phải chịu đau khổ thì nó mới sợ này kia cả nhà, nên là để lão ma ở trong đó thì hoàn toàn không có tốt cả nhà. Cái thời gian tu luyện của ông á thì rất là lâu, nếu mà một ngày mình thả ông ra và mình nhốt ông vào như vậy hoài á thì cũng không có giúp ích gì được cho ông hết. Hoặc là mang ông đến những cái gốc cây, những cái tảng đá này kia thì nói chung là em sợ là bọn ma quỷ nó đến thôi, chứ còn con người thì mình cũng không có sợ làm bao. Tại vì là mình quay á thì mình không có nói vị trí này kia họ cũng không có biết, nên là mình cũng không có lo cái việc đó cả nhà. Thì chắc có thể là sắp tới đây thì em sẽ tìm để xem là có ai cho mướn một cái miếng đất nhỏ nào đó để mà mình tạm để cái ngôi miếu của ông. Thì miếng đất của mình mướn á cả nhà, thì bỏ tiền ra mình mướn thì họ không có quyền để mà đi vô hay là làm cái gì hết, tại vì thuộc cái quyền sở hữu của mình á thì nó rất là dễ. Còn nếu như mà mình hỏi mình mượn người ta thì người ta cũng đi tới đi lui, mình không có cản người ta được. Thì để em tìm kiếm xem có nơi nào tốt mà nói chung là cách xa cái khu vực người dân ở và nằm ở trên núi, mình mướn đại gì đó cả nhà, 1 2 năm gì đó thì nó sẽ tiện hơn để mà xây dựng cho ông. Thì hồi nãy thì em cũng có nghe nói là có người cho mướn đó, người ta kêu bán nhưng mà lâu rồi không có ai mua, thì bây giờ người ta kêu lại cho mướn thì em sẽ lên đó để em hỏi xem là có mướn được hay không, và sẽ xây dựng ngôi miếu cho ông nha cả nhà. Thôi bây giờ thì em sẽ đến cái khu rừng đó để xem là có phát hiện vong linh nào hay không nha. Dạ cả nhà ơi, thì nãy giờ thì em cũng lội rất là nhiều lần ở trên cái khu vực mà nơi quỷ ba đầu từng xuất hiện lúc trước cả nhà, để tìm kiếm và gọi những cái vong linh xem là họ có cần được sự giúp đỡ gì hay không. Nhưng mà đi nãy giờ thì cũng không có phát hiện cái vong linh nào hết, cũng như là không có thấy bọn quỷ xuất hiện nữa cả nhà. Thì em không biết là nó đang lẩn trốn ở đâu, còn những cái vong linh thì họ có sợ mình hay là như thế nào mà cũng không có thấy họ nữa. Thì đến rất là nhiều lần rồi nhưng mà cũng không phát hiện. Thì không riêng ở khu vực đó không cả nhà, em cũng đi những khu vực lân cận nữa nhưng mà cũng không có thấy. Thì bây giờ lội xuống gần đến cái nơi mà để xe rồi, thì xung quanh ở đây hướng bên đó cũng có nhà ở, bên đây cũng có nhà ở nữa nè. Thì đến đây bắt đầu nghe tiếng văng vẳng bên tai giống như là ai đang gọi em vậy đó nha, nhưng mà không có lắng nghe được là cái giọng đó là giọng của ai, nó rất là khó nghe nên là cũng không có xác định được là ai. Nãy giờ em ngồi đây thì em cũng gọi là xem có vong linh nào cần giúp đỡ hay không mà gọi to như vậy, nhưng mà họ cũng không có xuất hiện cả nha. Thì chắc có thể là họ sợ hay là như thế nào đó. Thì em cũng cố gắng ở đây để chờ thêm chút xíu nữa coi có phải là vong linh họ gọi mình để cần giúp đỡ hay không, hay là bọn ma quỷ nha cả nhà. Dạ thì hôm nay tôi hữu duyên đến đây, thì vừa rồi tôi có nghe được một tiếng gọi, thì không biết là của vong linh nào.
Thì nếu như thật sự mà vong linh có thấy được tôi và có nghe lời gọi của tôi, có cần sự giúp đỡ gì có thể hiện ra đây. Thì nếu như mà có mong ước hay là nguyện vọng nào đó có thể nói với tôi hứa tôi sẽ cố gắng để mà cho vong linh được tội nguyện cũng như là giúp cho vong linh có thể ăn uống này kia cúng kiến và sớm ngày đi đầu thai siêu thoát ở khu vực lạnh lẽo rừng núi như thế này thì không có tốt cho những vong linh. Thì tôi hứa là tôi không có làm hại bất kỳ vong linh nào hết. Cho tôi hỏi là ai vậy? Ông là ai? Ông có thể xuất hiện ở đây được hay không ạ? Nếu như mà thật sự là vong linh cần sự giúp đỡ, có thể nói với tôi sẽ giúp đỡ cho. Thì có thể hiện ở đây để giao tiếp với tôi nha. Tôi đâu có làm gì bất kỳ ai đâu. Nếu như mà vong linh thật sự hay là bọn ma quỷ nào muốn cái gì thì có thể hiện ở đây được hay không? Thì ra là ông lần trước bị lão ma đánh đã bị trọng thương mà hôm nay còn dám lớn tiếng ở đây nữa sao? Hôm nay tôi có thể là thu phục ông bất cứ lúc nào. Ủa ai vậy? Cả nhà thấy ai không cả nhà? Nó mất tiêu hết trơn rồi. Người phụ nữ với mái tóc trắng cả nhà, tại sao lại đối đầu với lại là quỷ bắt đầu? Thì vừa rồi quỷ bắt đầu hình như là em thấy là quỷ bắt đầu không phải đối thủ của bà lão này cả nhà. Dạ bà ơi, bà còn ở đây không à? Tại sao bà lại giúp con vậy? Dạ bà ơi, bà còn ở khu vực này hay không à? Một bà lão với mái tóc trắng cả nhà. Nhưng mà em thấy là pháp thuật rất là cao. Dạ bà ơi, cho con biết là bà còn ở đây hay không à? Tại sao bà lại muốn giúp đỡ con? Có thể ra đây có thể nói cho con biết được hay không à? Không biết là bà nhận lệnh của các vị nào mà đến đây để giúp đỡ cho con à? Hình như là đuổi theo quỷ qua đạo rồi cả nhà. Dạ bà ơi, cho con hỏi là bà là ai, tại sao lại ra tay để đối phó với quỷ quá đầu để giúp cho con vậy bà?
Dạ không biết là quỷ ba đầu có thù gì với bà mà bà lại muốn bắt quỷ ba đầu vậy bà? Tại vì con cũng đang muốn bắt quỷ ba đầu để về thu phục nó, để mà giúp đỡ cho những cái vong linh. Bà ơi, hiện tại nó đang giam giữ rất là nhiều những cái vong linh nên là con muốn bắt giữ nó, thì không biết là quỷ ba đầu hiện tại đâu rồi bà. Không biết là bà và quỷ bắt đầu có thù oán gì mà lại theo dõi và muốn bắt quỷ bắt đầu vậy bà? Không được đâu bà ơi, tại vì là con cũng đang tìm kiếm quỷ bắt đầu, nên là bây giờ bà mang quỷ bắt đầu đi rồi sau này mà muốn giải cứu những vong linh thì con không biết làm thế nào để có thể điều tra được, nên là bây giờ bà có thể giao quỷ ba đầu lại cho con được không bà? Con cảm ơn bà rất là nhiều à. Bà có thể nói rõ hơn là cứu chồng và con như thế nào, con có thể tìm cách để giúp cho bà được mà bà, thì bà có thể nói với con đi, thì con sẽ cùng với bà để mà giúp cho chồng với con của bà ơi. Bây giờ như thế này là bà, là con cũng đang muốn bắt quỷ bắt đầu, hiện tại thì quỷ bắt đầu đã bị bà bắt rồi, thì bà có thể giao lại cho con rồi con sẽ tìm cách để giúp cho chồng và con của bà được không bà? Thì như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mà bà đem quỷ bắt đầu đi rồi, những cái vong linh khác thì con không biết làm sao để cứu cho họ được, nên là bà giúp con một việc là giao quỷ bắt đầu lại cho con nha bà. Nhưng mà đến lúc đó rồi con đâu có biết bà ở đâu đâu mà tìm bà. Bà cũng đâu có biết con ở đâu đâu mà bà tìm con. Bây giờ bà đi mang quỷ bắt đầu đi cũng được, nhưng mà bà cho con biết là bà là ai và bà hiện tại đang ở đâu, để nếu như mà bà không có đến tìm con thì con cũng có cách để tìm bà. Nhưng mà tại sao bà lại có pháp thuật cao như vậy? Không biết là bà và quỷ bắt đầu có mối quan hệ như thế nào với bà? Hiện tại là con đang đi giúp những vong linh, con có được cái duyên để mà giúp đỡ cho những vong linh sớm ngày có thể là đi tu rồi hướng họ về với cửa Phật rồi đầu thai siêu thoát, hoặc là nếu tu tập tốt có thể thoát khỏi luân hồi. Con có thể giúp cho bà, chồng bà và con của bà luôn, nên là bà có thể kể rõ cho con mọi việc thì con sẽ tiện giúp cho. Chứ bây giờ mà nếu như mà bà mang quỷ ba đầu này về, chưa chắc gì bà có thể giải cứu được cho chồng và con nữa, nên bà cứ suy nghĩ từ từ đi bà, rồi con sẽ giúp cho. Tại vì là trước giờ bọn ma quỷ này kia con cũng gặp rất là nhiều lần rồi, và những vong linh này kia con cũng giúp họ rất là nhiều rồi, nên bà cứ tin tưởng ở con.
Con hiện tại là đang rất cần quỹ ba đầu này về để mà giúp cho những giáo viên khác nữa, nên là bà muốn mang đi thì rất là khó bà ơi, bà cũng hiểu cho con ạ. Thật sự mà nếu như mà bà mang đi thì không sao hết, nhưng mà nếu như mà bà không có mang quỹ ba đầu về cho con thì sau này những cái việc sắp tới của con rất là khó để điều tra được, thì bà hiểu giúp cho con, thì bà có thể cho con biết là ở đâu này kia để sau này nếu bà không đến thì con có thể đến đó để tìm và mang quỹ ba đầu về được mà bà. Con cũng có lòng muốn giúp cho bà thôi chứ không có ác ý gì hết, tại vì quỷ qua đầu đã làm rất là nhiều việc xấu rồi, làm hại những vong linh rồi, làm hại người này kia rất là nhiều, nên là con cũng muốn trừng trị nó thôi. Thì bây giờ nếu như mà bà cùng với con hợp tác để đối phó cũng như là tìm cách nào đó giúp cho chồng và con của bà thì con sẽ hết sức để mà hợp sức cùng với bà để mà tìm cách giúp cho. Còn nếu bây giờ mà bà mang quỷ qua đầu về thì chắc có thể làm bà không có cách để giúp cho chồng và con đâu. Nhưng mà tại sao pháp lực bà lại cao như vậy với bà? Đã cố gắng gặng hỏi rất là nhiều lần nhưng bà cũng không có trả lời gì hết cả nhà. Thì em không biết là bà và quỷ qua đầu đã có thù oán hay là như thế nào nữa. Dạ cả nhà ơi, thì bây giờ thì em cũng không biết là bà lão đi đâu và cái nơi ở của bà ta là ở đâu nữa cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì bà ta đang giữ quỷ qua đầu rồi. Em cố gắng thuyết phục nhưng mà bà ta không có giao lại cho em. Em đang cần để mà bắt giữ quỷ ba đầu để điều tra một số việc, nhưng mà bây giờ bà mang quỷ ba đầu đi rồi thì em cũng cố gắng gặng hỏi xem là có việc gì xảy ra với bà ta và chồng với con của bà ta, nhưng bà ta cũng không có nói gì hết, chỉ nói là mang quỷ ba đầu về, sau này khi mà giải quyết xong cái việc của bà sẽ đến để mà giao lại cho em. Thì em cũng hy vọng là bà giữ đúng lời hứa và mang quỷ ba đầu về đây cho em nha cả nhà. Còn cái việc này thì chút xíu nữa em sẽ về nói với lão ma để xem là có biết bà ta là ai hay không, nhưng pháp thuật bà ta rất là cao, đến mà quỷ qua đầu hiện tại cũng bị bà ta thu giữ được rồi. Thì nếu như mà hồi nãy mà mình cứng rắn dùng biện pháp mạnh với bà ta cũng không phải đối thủ của bà ta đâu cả nhà, nên là cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ bà ta nhưng mà cũng không có tác dụng gì hết. Thôi thì bây giờ em về để mà gặp lão ma hỏi xem là bà ta là ai và lão ma có biết hay không nha cả nhà. Bây giờ em về cả nhà ơi.